nhiều thuốc sâu thì tôm cá nó có chết hay là chết hết rồi? Chết hết rồi à? Ừ. Thế còn ở mương này thì còn đâu, chứ còn ở trong ruộng này chả còn cái gì. Vâng, chứ ở ruộng nhiều cá lắm đấy. Nước này cũng bị ô nhiễm à? Nước này ô nhiễm quá. Anh khi họ sử dụng xong thì họ dùng nước bỏ vào chỗ nào ạ? Bỏ vứt bỏ lung tung. Chị đây, bỏ đây. Đấy. Bây giờ làm sao là sạch sẽ môi trường? Các cháu yêu cầu là phải cho vào túi ni lông, không là để vào một chỗ